X51 Story mến chào quý thính giả. Trưa ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, tức năm 1789, Quang Trung cưỡi voi, áo bào sạm đen khói súng, tiến vào Thăng Long. Kết thúc cuộc đại phá 29 vạn quân Thanh chỉ có 5 ngày, sớm hơn 2 ngày so với dự định. Lúc khao quân ở Nghệ An ngày 30 Tết, Quang Trung hẹn ngày mùng 7 Tết vào Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Nhưng có lẽ ít ai về số phận của ông vua phản bội Tổ quốc Lê Chiêu Thống và đoàn tòng vong của ông ta sau cuộc thua tan tác này. X51 Story xin được điểm qua 15 năm phiêu bạt nơi đất khách quê người của họ. Với khẩu hiệu Phù Lê Diệt Trịnh, sau khi lẫn đổ họ Trịnh, anh em Tây Sơn giao lại Bắc Hà cho vua Lê, năm 1786, rồi rút quân về Nam. Vua Lê lúc ban đầu là Lê Hiển Tông, sau khi qua đời, Lê Duy Khiêm, tức Lê Duy Kỳ, được kế vị, hiệu là Chiêu Thống, năm ấy 21 tuổi. Nhưng Chiêu Thống không đủ uy tín và tài năng để cai quản đất nước. Bắc Hà rơi vào loạn lạc, Lê Chiêu Thống phải hết dựa vào thế lực này đến thế lực khác, từ Đinh Tích Nhưỡng đến Nguyễn Hữu Trình. Khi Trình bị Võ Văn Nhậm diệt, Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Quảng Tây, Trung Quốc, cầu cứu nhà Thanh. Nhân cơ hội ấy, quân Thanh do Tổng lĩnh Quảng là Tuân Sĩ Nghị cầm đầu kéo sang. Ngay khi vào Thăng Long, chúng đã chẳng coi Lê Chiêu Thống ra gì. Vua ta phải hàng ngày vào trực ở bản doanh của Tuân Sĩ Nghị để nghe lời sai bảo. Tuy vua Lê đã được phong vương, nhưng giấy tờ đưa đi các nơi đều dùng niên hiệu Cản Long. Ngày ngày sau buổi chầu, vua lại tới chờ ở doanh của Nghị để nghe chuyện việc quân, việc nước. Vua cưỡi ngựa đi trước, Lê Quýnh cưỡi ngựa đi sau, quân lính hộ vệ chỉ vài chục người. Người trong kinh có kẻ không biết là vua, hoặc có người biết thì họ nói riêng với nhau rằng: nước Nam ta từ khi có đế, có vương tới nay, chưa thấy bao giờ có ông vua luồn cúi đê hèn như thế. Tiếng là làm vua, nhưng niên hiệu thì viết là Càn Long, việc gì cũng do viên tổng đốc, có khác gì phụ thuộc vào Trung Quốc. Lại có hôm, vua tới yết kiến, Nghị không buồn tiếp, chỉ cho người đứng ở dưới linh các truyền bảo, hôm nay không có việc quân, việc nước gì. Hãy về cung yên nghỉ, theo Hoàng Lê Nhất thống chí. Đối với quân lính và bọn người Hoa ở Việt Nam, thì y lại dung túng cho chúng mặc sức làm điều phi pháp. Vua Lê tuy biết sự tệ hại ấy, nhưng đã chót mời quân Thanh sang, chỉ sợ vì việc đó mà làm mếch lòng chúng, nên không dám nói gì. Sau khi quân Thanh đại bại, Lê Chiêu Thống cùng gia quyến và các bề tôi trung thành lại chạy theo sang Trung Quốc, hy vọng cầu viện nhà Thanh một lần nữa. Nhưng lúc này, tình hình đã khác. Quân Thanh, mà thực chất là quân bốn tỉnh gần Việt Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, sau những trận Ngọc Hồi, Khương Thượng, Đống Đa, đã trở nên khiếp sợ vua Quang Trung và quân Tây Sơn. Theo Hoàng Lê Nhất thống chí, khi quân ta đuổi chúng đến Lạng Sơn, đã nói phao lên rằng sẽ giết hết giờ hung nô. Do đó, ở đất Trung Quốc, dân chúng lại càng nhốn nháo. Từ cửa ải Nam Quan trở về Bắc, trai gái già trẻ, bồng bế dắt díu nhau chạy trốn, suốt vài trăm dặm, lặng ngắt không còn bóng người, theo Hoàng Lê Nhất thống chí. Tuân Sĩ Nghị bị cách chức, vua Cản Long cử Phúc Khang An là một người thuộc đội cờ viền vàng, được vua rất tin dùng, làm tổng đốc lưỡng Quảng, thay mặt triều đình lo việc kinh lý với An Nam. Ở triều đình thì việc này giao cho Hòa Khôn, tức Hòa Thân, viên quan nổi tiếng tham nhưng lại được vua Cản Long tin dùng, trực tiếp phụ trách. Cả hai tên này đều không thích gì việc đánh Việt Nam. Mặt khác, sau đại thắng, Quang Trung tìm cách hòa hiếu. Ông sai Ngô thì Nhậm Thảo Thư gửi Phúc Khang An, nói rõ ta không có ý đánh nhau mà thực ra lỗi thuộc về Tuân Sĩ Nghị. An bày cho ta đưa vàng bạc đút lót cho Hòa Khôn. Khôn liền tâu với vua Thanh xin bãi việc binh, phong vương cho Quang Trung. Khôn nói, từ xưa đến nay, chưa có đời nào làm nên công trạng ở cõi Nam. Nhà Tống rồi nhà Nguyên, nhà Minh, rốt cuộc đều bị thua trận, gương ấy hãy còn rành rành. Theo Hoàng Lê Nhất thống chí, Ngô thì nhậm cho Nguyễn Quang Thực, cháu gọi Nguyễn Huệ bằng cậu, giả làm Quang Trung, sang yết kiến vua Thanh, dâng thêm 2 thớt voi đực. Dọc đường, người Thanh phải phục dịch chuyển vận rất khó nhọc. Trong ngoài ai cũng biết là giả dối, mà không ai dám nói. Đến Yên Kinh, vua, Quang Trung, giả, được đón tiếp rất chu đáo, Càn Long không biết hay biết nhưng cố tình lờ đi, được phong vương. Và như vậy số phận Lê Chiêu Thống đã sắp được định đoạt mà y không biết. Trong khi ấy, Phúc Khang An giả vờ bảo Lê Chiêu Thống: ngày xuất quân không còn xa, vương nên tự mình đem Tả Hữu Liêu thuộc làm quân dẫn đường đi trước. Nhưng bây giờ nên gọt đầu róc tóc, thay đổi quần áo giống như người Trung Quốc, để khi về Nam quân giặc không thể phân biệt được, thì công lớn mới có thể thành. Sau khi khôi phục nước nhà, bây giờ sẽ lại theo như tục cũ. Việc binh không ngại dùng cách xảo trá, vương nên nghĩ tới chỗ đó. Lê Chiêu Thống tưởng thật vâng lệnh ngay, lại còn nói: chúng tôi không giữ được nước nhà, may nhờ Thiên Triều cứu viện, dù cả nước phải ăn mặc như người Trung Quốc, cũng xin vâng lệnh. Việc ấy còn có tiếp gì, theo Hoàng Lê Nhất thông chí. Thế là Khang An bèn làm một tờ biểu kín tâu với vua Thanh, nói rằng vua An Nam không còn có ý xin cứu viện nữa, vua tôi đều đã róc tóc đổi đồ mặc, xin ở lại yên ổn trong đất Trung Quốc. Vậy xin bãi bỏ các đạo quân định đưa sang đánh dẹp phương Nam. Hòa Khôn nhân dịp tâu xin phong vương cho vua Quang Trung. Vua Thanh chuẩn y, lừa được Chiêu Thống rồi. Khang An còn chơi trò làm nhục ông vua Lưu Vong bằng cách bố trí cho Chiêu Thống chạm trán phái đoàn sứ bộ của Quang Trung, làm cho Chiêu Thống rất tức tối.
Sau đó Khang An lại tìm cách ly gián Lê Chiêu Thống với các bề tôi còn chút tinh thần dân tộc. Trong số bề tôi này, đáng chú ý nhất là Lê Quýnh. Quýnh đã từng theo Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh năm 1788. Lúc quân Thanh kéo vào nước ta, Quýnh được dịp thả sức say mê tửu sắc, ân oán riêng dù bằng cái tơ, sợi tóc cũng đều đền báo không hề sót, theo Hoàng Lê Nhất Thống chí. Khi vua chạy theo tàn quân Tôn Sĩ Nghị, Quýnh được giao ở lại để chiêu mộ lực lượng trong nước. Tháng 5 năm 1789, Khang An cho chát đòi bọn Quýnh sang, bàn việc nước. An cho giải Quýnh loanh quanh, mãi tháng 9 mới cho gặp. Nhưng rồi, việc nước chỉ là ép Quýnh gọt đầu dóc tóc và đổi đồ mặc như người Thanh mà thôi. Quýnh cùng hiệp trấn Nguyễn Mậu Nễ, tri phủ Nguyễn Đồng, Trịnh Hiến, chỉ huy Lê, Doãn, Trị, Hàn Lâm Viện cung phụng Lý Bình Đạo, cả bọn thà chết chứ không chịu gọt đầu dóc tóc. Quýnh và nhiều đồng chí của mình bị đi đày. Trong số này, Nguyễn Đồng bị bệnh chết ở Châu Nam Ninh, Nguyễn Mậu Nễ chết ở Liễu Châu. Cuối cùng, Khang An cũng nói trắng với bọn Quýnh là Thiên Triều đã phong vương cho Quang Trung rồi. Nay chẳng những nhà Thanh không kéo quân sang giúp nhà Lê mà bọn Quýnh cũng không thể nào về nước được nữa. Tốt nhất là ở lại Trung Quốc, An sẽ xin vua Thanh bổ dụng. Nhưng Quýnh chối từ, lưu lại nội địa, không phải sở nguyện của chúng tôi. Vì lưu lại đây, thì bỏ việc nước không hỏi đến, ấy là bất trung. Bỏ cha mẹ không đoái đến, ấy là bất hiếu. Phụ những kẻ đồng tâm chết với nước, ấy là bất nghĩa. Lỡ lòng mong cứu khỏi đầm, chữa khỏi cháy, ấy là bất nhân. Vì nước mà đổi thành bán nước, ấy là bất trị. Liều mình mà trái lại giấu mình, ấy là bất dũng, mang đủ 6 điều đó, sao xứng được làm người. Trung Hoa tuy rộng, cũng không đất dung những đồ lận ấy. Theo Bắc Hành Tùng Ký, Quýnh bị đày đi Quảng Đông. Tháng 3 năm 1790, nhân xa giá vua Thanh đi Đông Tuần, Quýnh được gặp Càn Long. Càn Long bảo, chúng bay không vì sự thịnh suy mà tiến thoái, khá khen lòng Thành giữ trung nghĩa. Chấm không nỡ khép tội, nhưng lại vẫn ép, chủ các ngươi đã xin yên ổn ở lại Trung Quốc, lũ các ngươi dốc lòng cùng theo, thì nên lập tức gọt đầu dóc tóc, đổi đồ mặc để chờ mệnh lệnh, theo Bắc Hành Tùng Ký. Nhà Thanh đưa Quýnh lên Yên Kinh. Tại đây chúng vẫn tiếp tục ép Quýnh gọt đầu dóc tóc. Quýnh vẫn chống lại. Quýnh thuyết phục bọn quan lại nhà Thanh rằng chữ trung mình đã không giữ được thì xin cho về phụng dưỡng mẹ già để vẹn chữ hiếu. Bọn chúng bảo, chúa các anh ở đây, mà các anh không theo, thế thì trung được sao? Và bố trí cho vua tôi gặp nhau. Tại cuộc gặp, các quan nhà Thanh cố lấy lời khéo dỗ vua Lê bảo bọn Quýnh cắt tóc. Bọn Quýnh khóc, lại mà nói rằng, bọn Quýnh sống làm tôi nhà Lê, chết làm ma nhà Lê. Ngoài ra thì không phải sở nguyện, theo Bắc Hành Tùng Ký. Các quan nhà Thanh mắng, mệnh chúa anh cũng không theo. Ấy há là đạo của kẻ làm tôi sao, theo Bắc Hành Tùng Ký. Quýnh trả lời, bổn phận kẻ làm tôi thờ vua vốn phải theo mệnh, nhưng cũng phải theo lẽ buộc đừng theo. Nếu có thể nhờ vậy mà không phục mệnh vua, thì ấy cũng là theo mệnh vua đó. Nay, cái mệnh bảo cắt tóc ở miệng thì là mệnh, nhưng trong tâm thì không phải là mệnh. Bọn Quýnh nguyện theo cái mệnh trong tâm của chúa mình, kẻo chúa cũng bất đắc dĩ mới phải làm cái sự, các ngài, yêu cầu đó mà thôi. Bọn quan nhà Thanh tiếp tục giam lòng Quýnh. Cuối năm đó lại dụ Quýnh, cạo đầu thì vua tôi cha con sẽ đoàn tụ vui vẻ cùng nhau. Sao mà cứ một mực ngây ngốc, không chịu theo gần nhân tình đến thế? Quan bộ đường đề thẩm, chức thượng thư là Hồ Quý Đường, bảo rằng, các anh nếu không cạo tóc thì sẽ chết già trong ngục, chôn thây theo sở nhà tù. Cắn rốn, hối hận, sao kịp? Quýnh và ba người nữa tiếp tục bị giam. Đầu năm 1799, Quýnh lại làm tờ tâu. Chúa cũ là tôi con Thiên Triều, Quýnh là dân của chúa cũ, thì không những nghĩa và lý đáng phải tránh làm dân Nguyễn Huệ, mà tất lòng tôi cũng không thẹn. Cúi xin trời che, đất trở, khí xuân nuôi, lòng bể chứa, bằng lòng cho bọn Quýnh về làm tên dân ở biên giới Lưỡng Quảng, được qua lại, đường danh, buôn bán gần chỗ an trí. May chi được thăm viếng mẹ già và nuôi nấng, thì không còn điều gì oán tiếc. Nếu sức có thể đem ra quyến tới ở nội địa, thì cũng xin được tùy tiện mà làm. Quan Tả Thị Lang họ Hùng bảo, phải xin cắt tóc và xin cho ở cạnh danh An Nam. Nếu không như thế, thì sẽ bị đưa an trí ở Nhiệt Hà. Các anh xin điều nào? Bọn Quýnh lại trả lời như trước rằng, xin thả ra để đem thân xác về. Được thế thì nguyện cắt tóc để tạ ơn trời. Nếu không được thế, thì xin giữ tóc để hợp lẽ trời. Lại nói về Lê Chiêu Thống, trong thời gian ở Yên Kinh vẫn tiếp tục dâng biểu xin nhà Thanh cho viện binh về nước khôi phục nhà Lê. Nếu không được thì cũng cho mượn hai châu Tiên Quang, Hưng Hóa để xây dựng lực lượng, hoặc lẻn vào Gia Định cầu viện Nguyễn Ánh. Bọn quan nhà Thanh thì luôn tìm cách rối quanh để khất lần. Có lúc chúng bảo cho mượn đất Khâm Châu, Quảng Đông, có lúc bảo cho về Tuyên Quang. Có lần, bực quá, một tên dắt ngựa của vua Lê là Nguyễn Văn Quyên phải chửi. Bọn Ngô vô lễ, dám làm nhục vua ta, rồi lấy gạch ở sân ném bừa vào bọn chúng. Đám quân lính giữ vườn nổi giận, súng lại đánh Văn Quyên gần chết, đoạn bắt ra một tháng, Văn Quyên nhân thế bị bệnh mà chết. Một người con của Càn Long biết sự tình của vua tôi Lê Chiêu Thống, có ý thương xót, liền khuyên Hòa Khôn lời lẽ phải chăng. Khôn tâu lại với vua, anh này liền bị đánh đòn, sau sinh bệnh chết. Từ đấy,
Vua Lê không còn dám nói đến việc xin quân cứu viện nữa, nhưng trong lòng uất ức khôn nguôi. Mùa hè năm Nhâm Tý, 1792, con đầu của vua Lê lên đậu rồi mất. Vua Lê lo buồn sinh bệnh, thoi thóp nằm liệt không dậy được. Năm sau, bệnh nhà vua càng nguy kịch, rồi mất, năm 1792, thọ 28 tuổi. Ngày 11 tháng 10, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, tức năm 1799, Thái hậu, mẹ Lê Chiêu Thống, cũng mất ở Tây An Nam Doanh. Vua Thanh cho chôn cạnh lăng Lê Chiêu Thống. Ngày mồng 4 tháng 4 năm Gia Khánh thứ 5, tức năm 1800, bọn Quýnh được thả ra khỏi ngục, rời đi ở cách phía tây kinh thành 12 dặm, tại Lam Sưởng an trí ở doanh Hòa Khí ngoài. Đầu tóc, ăn mặc được phép tự do. Phần mộ chú cũ, được phép thăm viếng. Quýnh liền làm một bài thơ, trình quan bộ hình và quan coi ngục. Bài thơ có câu rằng, kéo tóc khôn đèn mưa móc mới, ngoảnh đầu sợ phụ núi sông xưa. Tuy nhiên khoảng tháng 7 năm 1883 lại bị bắt lại. Năm Giáp Tý, tức năm 1804, lúc này triều Tây Sơn đã mất, Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Nhà Thanh cho Lê Quýnh cùng các quan tòng vong được đưa di hài Chiêu Thống về táng ở quê nhà và cho tất cả các người bề tôi trốn theo đều được về nước. Các bề tôi mở quan tài vua Lê Chiêu Thống, đã mất 12 năm, thì thấy da thịt đã nát hết, chỉ có trái tim không nát, mà sắc máu hầu như vẫn còn đỏ tươi. Theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí, khi di hài vua Lê đưa về đến cửa ải, có bà Hoàng Phi của vua là Nguyễn Thị Kim nghe tin, liền từ Kinh Bắc lên cửa ải để đón linh cứu. Ngay từ hôm ấy, Hoàng Phi tuyệt thực, hàng ngày vật vã bên linh cứu mà khóc lóc. Ngày 23 tháng 8 năm 1804, di hài đưa về đến Thăng Long, các quan thay hài cốt vua Lê sang một chiếc tiểu khác, thấy trái tim vẫn còn y nguyên. Tế xong, Hoàng Phi đến trước hương án khóc lóc thảm thiết rồi sau đó uống thuốc độc tự tử. Người khắp nước ta và người Trung Quốc đều khen là bậc tiết nghĩa. Các bề tôi trốn theo vua Lê, về sau, vào năm Tự Đức thứ 14, tức năm 1860, được nhà vua cho lập đền thờ ở phía tây thành Thăng Long, tại phường Thủy Trương, thuộc huyện Vĩnh Thuận. Có tài liệu cho là ngõ 124, đường Thụy Khê, Hà Nội ngày nay. Chính giữa thờ Lê Quýnh, Thụy là Trung Nghị, bên tả 11 vị, bên trái 11 vị, phía đông thờ 5, phía tây thờ 5. Như vậy tất cả gồm 33 người, đều được gọi là Cố Lê Tiết Nghĩa Thần, và ngôi đền cũng đề là Cố Lê Tiết Nghĩa Từ. X51 Story luận bàn. Theo nhận xét của một số sử gia, Lê Quýnh và một số Tiết Nghĩa nói trên chỉ đáng khen mỗi việc kiên quyết không gọt đầu róc tóc như người Thanh, dù bị tù đày, đe dọa, mua chuộc thế nào, chứ hành động bán nước là không thể tha thứ. Mặt khác, tình cảnh của họ cũng như vua Lê những ngày sống lưu vong và bị giam cầm trên đất Trung Quốc cũng có phần đáng thương. Nhận định về Bắc Hành Tùng Ký, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na viết, tác giả đã ghi lại tâm trạng đau khổ, uất ức, tủi nhục của mình nói riêng, của vua tôi nhà Lê nói chung trong những ngày sống trên đất Trung Hoa. Tác phẩm như một tấm gương phản tỉnh những ai có ảo tưởng phục quốc bằng con đường dựa vào người nước ngoài. Triều đình nhà Nguyễn đứng đầu là vua Gia Long lại nhìn nhận khá rộng lượng với vua Lê Chiêu Thống, bởi khi xưa vua Gia Long cũng từng cầu viện quân ngoại quốc, Xiêm La và Pháp để chống Tây Sơn, và chính vua Gia Long đã cho thuyền chở 50 vạn cân gạo ra Bắc để trợ giúp quân Thanh chống Tây Sơn. Hoàng đế Tự Đức có lời phê về Chiêu Thống, đại ý nói: nhà vua bị người ta lừa gạt, bị giám buộc ở quê người đất khách, đến nỗi lo buồn phẫn uất, ôm hận mà chết, thân dẫu chết, nhưng tâm không chết, kẻ cũng đáng thương. Vậy nên truy đặt tên Thụy là Mẫn Đế. Theo góc nhìn của X51 Story thì, triều hậu Lê bao gồm Lê Sơ và Lê Trung Hưng kéo dài hơn 350 năm. Đây là triều đại phong kiến, từ tay trắng dựng nên nghiệp lớn, tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam. Do vậy lòng người hướng về nhà Lê còn rất nhiều, vua Gia Long an táng, lập đền thờ cho vua Lê Chiêu Thống và 33 bậc bề tôi ngoài việc uống nước nhớ nguồn đối với triều đình nhà hậu Lê, còn là thu phục nhân tâm của sĩ phu Bắc Hà. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.